Hello mọi người. Hôm nay thứ bảy cuối tuần đúng không ạ? Cũng trùng khớp với có trận bóng đá nữ trong cái khuôn khổ SEA Games 31 diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Thì hôm nay nhân tiện Thơ Quan cũng có tham gia một chút, thì cũng muốn chia sẻ với mọi người xem là cái cuộc sống của người dân ở trên đất nước mà cộng sản, mà như là mấy anh bên kia hay nói đó, mấy anh yêu tộc á hay nói đó, xem cuộc sống của người dân ở Việt Nam á, dưới thời cộng sản họ sống ra sao, họ sinh hoạt ra sao. Thì tôi quay xin nhắc lại hôm nay là thứ bảy cuối tuần nha. Và đây là một cái quán mà tôi đang tham gia ở trên đường Phan Văn Trị, Gò Vấp. Đó là quán ăn, quán những người bạn nha mọi người, những người bạn. Thì có một vị người bạn của Thơ Quan thôi, bạn Thơ Quan ở bên Singapore, có mời gia đình. Thì hôm nay tới tham dự một bữa ăn cuối tuần. Thì nhân tiện thì Thơ Quan review cho mọi người xem, để xem cuộc sống của người dân cộng sản á, sống như thế nào. Có như bán đồ độc đồ độc gì đó, hay là đồ gì á, như mấy bác bên kia hay xuyên tạc hay không ha. Để Thơ Quan mời review cho mọi người xem. Đó, đây là khung cảnh trong quán nè mọi người nhìn nha. Đó, hai bên là người dân ăn uống, đúng không? Thì như mấy chú sọc bên kia đó xuyên tạc là người Việt Nam ăn toàn đồ độc không à. Thì thử coi cái đồ độc nó cỡ nào, đồ độc nó ra sao ha. Đó, đồ độc gì mà sao dân Việt Nam đi ăn đông thế không biết. Đây, tôi qua review cho mọi người xem. Đó, đây hai bên quán rất là đông. Đây là cái sảnh chính mà đường đi vào quán đây. Đó, đồ độc không à, khổ lắm. Đó, đồ độc. Mấy chú bên kia thì cứ bảo là thực phẩm độc hại, thức ăn độc hại gì đó, cộng sản cho anh đồ độc đồ Trung Quốc gì không á. Thì review cho mọi người xem nha, để mọi người thấy những cô chú ở bên nước ngoài đã thấy rõ Việt Nam mình hiện tại như thế nào. Đừng nghe theo những lời của bọn xuyên tạc nữa. Đó, mọi người nhìn đi, rất là rộng. Quán ăn này giá cũng vừa phải mọi người, mà đồ ăn cũng tươi. Đồ ăn tươi, với lại quan trọng nhất là đầu bếp họ chế biến rất là ngon nha. Nếu mọi người có ở gần khu vực này á, thì nên tới đây. Đó, tôi quay review cho mọi người xem. Chú hai á đó, đây nè mọi người, đồ độc nè. Đó, chiều mọi người, tối đây mọi người đi vừa đi xem bóng đá vừa đi ăn. Con người dân cộng sản á, người dân cộng sản á, họ khổ không? Khổ ha, dân cộng sản khổ. Người dân mà sống dưới thời cộng sản khổ không? Như là mấy chú bên kia xuyên tạc không? Thì đó, Thơ Quan muốn thực tế cho người xem luôn. Đó là coi dân con người dân trong nước khổ như thế nào. Con chào cái gì dư luận viên ông nội chào dư luận viên ông nội. Đó, cho mọi người xem, đi review cho mọi người xem nha. Đó, chào bố Cầm. Tại vì mấy ông bên kia cứ bảo là Việt Nam là khổ lắm, nhưng Việt Nam khổ lắm, đi ăn đồ độc hại không à. Thì hôm nay đi là đi con review luôn, review cho mọi người xem. Đó. Trời ơi, độc hại gì đâu, ăn đài quán á ông già. Hả? À, đồ độc hại phải ngồi đài quán. Cái này là một phần nữa nha, phần bên ngoài thôi nha. Còn phía sau này á, thì họ có những cái hầm rượu, có những cái hầm rượu và có những cái phòng VIP riêng nữa, để cho mọi người hoặc là đi với gia đình gì đó thì vào đây ăn uống. Đó, ở khu vực bên sau á, thì nó sẽ có những hầm rượu rất là rộng, rất là đẹp nha. Đó, để xem người dân cộng sản khổ ra sao. Người dân cộng sản khổ ra sao, ăn đồ độc như thế nào. Đây cũng đi vòng cho mọi người xem. Đó, có những phòng VIP, phòng VIP. Trẻ em thì có khu vui chơi riêng nha, trẻ em khu vui chơi riêng để cha mẹ gì có tiếp khách ăn nhậu vậy đó. Đây, đây là cái thế giới vàng, thế giới ở giữa hầm rượu á. Đó, có thiếu tiền ở sau còn nữa, nhưng mà để phòng cái khu tiền thôi. Thì Thơ Quan chỉ quay sơ ở ngoài này cho mọi người xem thôi, để mọi người thấy thôi. Có dịp thì mọi người đi thực tế thì nó sẽ hay hơn. Đó, người dân Việt Nam thì có cái phong trào là mỗi lần mà có đội tuyển quốc gia đá bóng á, là họ hội họp với nhau ra quán ha, ra quán vừa ăn nhậu vừa ủng hộ đội bóng, đội nhà. Đó, thấy không? Đó, dân cộng sản đó khổ quá. Đó, thì đây là cái bàn của Thơ Quan ngồi. Đây là đây là giống như người anh của Thơ Quan vậy đó, anh rất là thân. Đây đó. Đây, món ăn đây. Đó. Rồi thấy không, người nữ đang đá không? Thấy chưa, mọi người thấy chưa? Thấy người dân Việt Nam khổ chưa? Quá khổ luôn đúng không? À. Mọi người sao? Mọi người cảm nhận không khí ở Việt Nam sao? Vui không? Đây mọi người, đây giống như người anh của Thơ Quan vậy đó. Rất là qua đây thì làm việc. Đây là người gốc Singapore, qua đây làm việc thì đó, thì lâu lâu cũng hay thiết kế một cái bữa ăn và có mời Thơ Quan tham gia. Mọi người nghe khí thế không? Chia Việt Nam số 1. Việt Nam số 1. Yeah. À, nếu mà Thơ Quan nói người Singapore thì mấy ông bên kia là phải xuyên tạc bảo là tàu. Ngộ vậy à, nha. Đó, Thơ Quan review sơ cho mọi người xem và không khí là ở Việt Nam ra sao, sống như thế nào nha, cho mọi người thấy rõ nha. Thấy không? Thấy ở Việt Nam vui không mọi người? Đây đặc biệt thì ông anh thì ông thích cái món này. Đây là gọi là chim trắng nha, cá chim trắng nướng ớt. Con này ngon lắm à, con này ngon lắm à. Cá mơ chim trắng nướng ớt. Đó, trên đó thì màn hình à, khắp nơi thì gắn các màn hình thôi. Vui không mọi người, vui không? Việt Nam vui không? Một rừng cờ đỏ luôn mọi người thấy không? Một rừng cờ đỏ luôn. Đó, màn hình thì khắp nơi. Thấy không khí ở Việt Nam vui không? Đó. Coi chú què, chú cẳng nào chê Việt Nam khổ đó đi, chê dân Việt Nam khổ đi. Đây. Nha, Thế Quang review ngắn cho mọi người xem thôi. Đây là quán những người bạn ở Gò Vấp đó, cho mọi người thấy cuộc sống ở. Ok rồi vậy nha mọi người nha, làm cái like ngắn vậy thôi, review ngắn vậy thôi cho mọi người xem. Đó, Thế Quang đó là nữa đây. Đây toàn bộ khung cảnh quán đây rất là đẹp đúng không? Đó. Dân Việt Nam ăn đồ độc đúng không? Dân Việt Nam ăn đồ độc theo như là mấy chú sọc bên kia tuyên truyền á, thì mọi người xem coi độc có nào. Đó. Độc không? Quá trời độc luôn, chào Kiều Anh. Ha. Đồ quá trời độc luôn đúng không? Đó. Ông nhóc ông ra đây ông kiếm được con bóng rồi nè. Heo đi vô ăn cái này ngon lắm, ăn cá nướng ngon lắm. Heo thích đi, nhanh lên. Chào Quý Dung, chào Ngọc Diệu, đi nhanh lên. Không thôi à, nó nằm chơi nó không chịu vô nó ăn luôn nè, thôi nè. Đó mọi người xem. Ăn đồ độc không Nguyễn Dung, Ngọc Diệu? Việt Nam ăn đồ độc nè. Đó, người dân ăn đồ độc nè. Đồ độc hại nè. Chán với chú que thì độc mà chú que không có ăn đúng là độc thiệt cái chứ. Đó. Vui không? Vui không? Rồi vậy nha mọi người nha. Tôi Quang xin phép xuống like, tại vì đi với khách mà ráng dành chút xíu thời gian ra review cho mọi người xem thôi, chứ để khách ngồi kỳ lắm nha. Thế Quang sẽ tắt cái like đây. Chợ ăn cua của Ngọc Diệu lâu quá thôi, ăn cua này đi. Rồi. Ok, bye bye, xin chào mọi người.